sáng tất cả mọi người nha. Chúc mọi người thêm một ngày mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống luôn ha. Thì hôm nay Linh sẽ có hai điều Linh muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Cái đầu tiên là một cái hình ảnh mà hôm qua Linh đọc trên mạng, Linh thấy rất là vui. Đó là nội dung là nói về những cái ảnh hưởng của cái dịch coronavirus này trong đời sống của người dân ra sao. Hai cái hình ảnh này là Linh đọc trên một trang mạng của Việt Nam, có một bạn nào đó đã chụp lại và Linh thấy rất là vui, Linh muốn chia sẻ với mọi người. Thì những cái gì mà những cái mất mát và những cái đau thương mà cái dịch corona này mang lại thì mọi người cũng đã biết rồi ha. Thì Linh cũng muốn đặt nó qua một bên, không muốn nhắc tới nữa. Hôm nay chị muốn chia sẻ những cái một chút xíu cái gì đó vui vui cho mọi người coi, cho đỡ phải căng thẳng và đỡ phải buồn phiền ha. Thì cái hình ảnh này là cái hình ảnh Linh thấy được, đó là có ba chị đang tập thể dục trong một công viên đã bị cảnh sát tới hỏi thăm. Cái này là xảy ra ở Việt Nam nha mọi người. Đã bị cảnh sát tới hỏi thăm là tại vì theo quy định bây giờ luật cách ly là không được tụ tập hai người trở lên và không được gần nhau quá và cách xa nhau ít nhất là 3 mét. Thì ba chị này tập thể dục nhưng mà chắc là không có để ý tới cái việc mà sẽ bị người khác theo dõi hoặc là sẽ bị bắt vì một cái chuyện rất ư là bình thường này. Nhưng mà cái lúc mà đưa ba chị về đồn cảnh sát thì lên xe thì ba chị cái khoảng cách ngồi nó lại gần sát nhau hơn là cái lúc ba chị tập thể dục ở dưới công viên nữa. Cho nên cái đó là một cái điều mà mình thấy rất là mắc cười. Đúng ra là phải là cách ly thì là phải là khi mà bắt thì phải cũng phải thực hiện theo đúng theo luật thôi mọi người, là phải cách người ta ra, cho người ta một cái phương tiện nào đó để mà ngồi cho an toàn chứ. Đã phạt người ta về cái tội không an toàn, lên xe đưa vào đồn cảnh sát lại còn không an toàn hơn nữa đó mọi người. Đó là cái hình ảnh Linh thấy nó hơi vui vui, Linh chia sẻ với mọi người. Còn cái điều thứ hai Linh muốn chia sẻ nữa cũng là một tin mới nhất mà Linh vừa theo dõi Facebook của bác sĩ Thùy Trang, bác sĩ nổi tiếng ở San Jose, hiện tại đang phục vụ cho tuyến đầu trong cái phòng chống dịch tại New York. Theo như bác sĩ Thùy Trang chia sẻ trên trang cá nhân của mình thì sau khi họp với nhiều giới chức y tế thì chị có chia sẻ tình hình về giãn cách ly như sau. Thì cách ly hiện tại toàn nước Mỹ là đang bị đóng băng. Nếu như mà bệnh dịch có phần tiến triển hơn và nếu mà khống chế được nó thì cái việc cách ly nó không phải xảy ra đột ngột thôi mọi người, nó sẽ giãn từ từ chứ không phải là đùng một cái một ngày nào đó là tất cả mọi người mọi việc đều trở lại bình thường như xưa, ai cũng đi làm, ai cũng đi học. Không phải là như vậy mà sẽ là từ từ chia ra từng đợt một. Thì theo bác sĩ Thùy Trang là đợt thứ nhất được chọn là vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 là sẽ mở cửa nước Mỹ trở lại. Thì chị có cũng nhấn mạnh là đây là cái dự trù thôi, còn cái dịch bệnh, cái tình hình còn phải tùy thuộc vào cái tình hình của dịch bệnh nữa. Thì lấy mốc từ ngày 15 tháng 5, thứ nhất là vẫn còn nhiều lệnh cấm, là cấm không được tụ tập văn nghệ, các tổ chức thể thao, hội hè, đám cưới, đám tang đông trên 10 người. Có nghĩa là tất cả những cái nhóm, những cái tổ chức hay là những cái sinh hoạt gì đó trên 10 người vẫn bị cấm, mặc dù là mở cửa trở lại rồi nha mọi người. Và điều thứ hai là các quý bác lớn tuổi về hưu nếu không đi làm thì được đề nghị vẫn cắm trại tại gia cho tới tháng 7, chỉ khi ra đường khi cần thiết thôi nha mọi người. Có những người lớn tuổi, những người già là những người có nguy cơ mắc nhiễm cao nhất thì chính phủ vẫn khuyến cáo là vẫn phải ở nhà cho tới cuối tháng 7. Thứ ba, công viên, khu giải trí, tiệm shop không được tụ tập quá 10 người. Có nghĩa là tiệm nail, cắt tóc, nhà hàng, tiệm bán quần áo được mở cửa trở lại nhưng không được tiếp hơn 10 người khách cùng một lúc. Chị không, bác sĩ không nhấn mạnh là có tính luôn cả thợ hay không, thì Linh nghĩ là có, tại vì cái quy định 10 người này lúc đầu mà bị cách ly đó thì cũng tính cả trong một tiệm mà có hơn 10 nhân viên là cũng sẽ được tính là 10 người. Mặc dù là cái luật ra từ ngày 15 tháng 5 mở cửa nhưng mà Linh nghĩ là cho những cái tiệm nhỏ 3-4 người thợ làm thì tiếp thêm 3-4 người thợ khách nữa thì không sao. Chứ còn những cái tiệm lớn thì Linh nghĩ là ngày 15 tháng 5 vẫn còn bị ảnh hưởng, chưa có được mở cửa rộng rãi đâu ha.
Thứ tư là mặc dù mở cửa trở lại nhưng chính phủ đề nghị công dân cẩn thận vệ sinh cá nhân nơi làm việc và nơi ở, không để lây lan dịch. Cái thứ năm là đi du lịch về công việc chỉ khi cần thiết thôi và phải tuân theo cái điều lệ của CDC. Thứ sáu là lớp học tối đa 10 người, trường có thể mở thêm lớp giờ học online để giãn học sinh thôi, có nghĩa là cái gì cũng tối đa 10 người thôi mọi người, chứ không được là quá 10 người bắt đầu từ ngày 15 tháng 5. Đợt thứ hai và đợt thứ ba thì sẽ dễ thở hơn và sẽ được giãn cách ra thêm thoải mái hơn chút xíu. Đầu tháng 6 và đầu tháng 6 năm 2020 hoặc là ngày 15 tháng 6 thì được tăng tụ tập từ 10 người lên thành 50 người. Và cái đợt thứ ba mở cửa rộng nhưng vẫn cẩn thận và người già vẫn cần đeo khẩu trang cho tới hết tháng 7. Có nghĩa là các chương trình văn nghệ đông người thì cần hết tháng 7 mới có thể sinh hoạt lại bình thường nha mọi người. Thì nói tóm lại thì đây là dự trù mà bác sĩ Thùy Trang đi học về có đăng lên trang Facebook của mình, thì đang muốn chia sẻ lại với tất cả mọi người thôi. Ngày 15 tháng 5 sẽ mở cửa lại nhưng mà vẫn còn rất là khắt khe, là tiệm tùng hay là cơ sở dịch vụ thương mại nào đó vẫn không được quá 10 người, kể cả vui chơi giải trí vẫn không được quá 10 người cho đến đầu tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 thì sẽ được nới lỏng ra chút xíu là được 50 người, tối đa là khoảng 50 người. Thì trong thời gian đó thì những người già và những người dễ mắc bệnh vẫn phải đề phòng rất là cẩn thận, và cho đến cuối tháng 7 mọi hoạt động mới trở lại bình thường như trước kia được. Và cứ theo cái đà này có thể khống chế được thì sẽ kế hoạch là sẽ giãn cách ly như vậy, nhưng mà nó còn thay đổi nữa và bệnh dịch trở nên tệ hơn thì sẽ có những sự thay đổi mà mình chưa có biết trước được. Đó là những điều mà Linh chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và chúc mọi người luôn luôn tràn đầy sức khỏe nha. Và mong là cho dịch này qua sớm để tất cả được trở lại như xưa và nhanh nhất có thể ha mọi người. Bye bye mọi người và xin hẹn mọi người trong video tiếp theo của Linh vào ngày mai.